Chào anh em nhé. Đây là cái kèo đánh trăng lịch đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết hôm nay thì ngoài miền Bắc rất là mát. Chim thì chạy khá là mạnh rồi các bạn. Đánh trăng lịch thời điểm này thì dễ đánh được một đôi, bởi vì nó đang về ghép đôi chia thung thì nó có một trống một mái các bạn. Vừa gọi loa đây thì nó bay ngay ruộng này các bạn. Đồ đòn thì vực đây thì hai anh em chúng tôi là bắt đầu mang lụp xuống đánh. Đây lụp đây. Bây giờ vác xuống đặt ở chỗ đầu bờ ngay đây các bạn. Đấy, đánh cái này, con này nó nhàn cái là cứ đứng trên bờ gọi thôi. Nó bốc về nơi thì đặt lụp là đánh thôi. Đấy, bây giờ các bác cùng theo dõi kèo này nha. Dính đỏ này anh em. Đó. Cái lụp về đánh rất là nhanh đấy các bác, từ lúc loa nghe đấy đến lúc được thì nó chỉ trong vòng tầm khoảng hơn phút thôi. Đấy thì các bác nào mà mua lụp thì liên hệ nhé. Còn rưỡi luôn này. Đó. Đây mẫu lụp đây. Ngoài đánh trăng ngược ra các bác đánh cuốc được. Đấy, rất là dễ. Béo lắm. Mùa này chim nó chạy về nhiều rồi các bác. Đánh dễ lắm. Cái lụp này thì rẻ tiền, nó chỉ có 650.000 thôi. Đấy, lấy thêm quả chuông nữa thì 700. Rồi cái thứ hai nữa là khi chúng ta đánh xong chúng ta gài lên này, rất là gọn, để trên đầu xe. Đó. Gài lên cực kỳ là gọn luôn. Hàng Elok 304 các bác nhé. Ok, chào các bác đây.